Điểm huyệt là dùng nội công, công kích vào những yếu huyệt, tử huyệt của đối phương để giành chiến thắng. Tuyệt kỹ điểm huyệt thường xuất hiện trong những bộ phim hay tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung. Thực tế, thuật điểm huyệt có hay không vẫn gây ra nhiều tranh cãi trong giới võ lâm. Tương truyền, chỉ những cao thủ có nội công thâm hậu mới có thể sử dụng được thuật điểm huyệt. Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, tuyệt kỹ điểm huyệt rất ít người biết và sử dụng được. Đây là chiêu thức bí truyền không được áp dụng tùy tiện. Thực tế, không có nhiều người tập luyện được cách điểm huyệt, dần dần nó trở nên thất truyền. Nói đến điểm huyệt, giới võ lâm truyền tai nhau tuyệt kỹ đả huyệt thương địch công, tức điểm huyệt hẹn giờ tử. Thuật điểm huyệt này gây ra tranh cãi lớn về nguồn gốc xuất xứ. Người thì cho đây là của Thiếu Lâm, số khác lại nghĩ nó thuộc về võ đan. Thuật điểm huyệt chết người được lý giải rằng trong giao chiến võ thuật, nếu dùng sức lực cơ thể hoặc nội khí bên trong cơ thể thông qua ngón tay, khuỷu tay, đầu gối, mũi bàn chân của người điểm huyệt, khi thực hiện đòn đánh thật mau lẹ và mãnh liệt, trúng vào huyệt vị đối phương, cảm giác kích thích, do đó tiến vào kinh lạc gây ra trạng thái lôi truyền dẫn, làm ngăn trở hay rối loạn đến sự vận hành chu chuyển khí huyết trong kinh lạc đối phương. Khi vận hành bị ngán trớ, bế tắc, cục bộ khí huyết trong tuần hoàn bị đứt dẫn đến tay chân, cơ thể, tê dại, hoa mắt, hôn mê sâu và tử vong. Theo lý luận y thuật từ xa xưa, chức năng trong cơ thể người ta chia làm lục phủ ngũ tạng, và căn cứ theo thuyết kinh lạc để sáng tạo ra tuyệt kỹ đả huyệt thương địch công. Từng có nhiều tin đồn rằng thuật điểm huyệt hẹn giờ có liên quan đến cái chết của Lý Tiểu Long. Một bài viết trên tạp chí Võ Thuật vào năm 1985 có trích dẫn: cái chết của Lý Tiểu Long được cho là kết quả của một quá trình phản ứng chậm do bị điểm huyệt hẹn giờ từ một vài tuần trước khi bị đột quỵ và tử vong do xuất huyết não, giống như kết luận của giới cảnh sát. Tuy nhiên, cho tới ngày nay thì người ta cũng chưa thể biết được nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của huyền thoại Lý Tiểu Long là gì, và những tranh cãi vẫn tiếp diễn. Cũng chính vì thế mà tuyệt kỹ đả huyệt thương địch công cũng trở nên càng huyền bí, và cho tới ngày nay cũng chưa thể khẳng định rằng có một cao thủ trong giới võ lâm nào có thể thực hiện được nó hay không.